Hello mọi người, clip này thì mình sẽ làm về cây rubber chicken. Anh em hay gọi nó bằng một cái tên thân thương, đó là gà cao su. Và hôm nay thì mình sẽ nhặt hòm này, bắt cua này, đập tung lông dâm bay, vân vân và mây mây. Rồi thế thôi, chỉ cần thế thôi, nó làm ngây ngất lòng người rồi. Thôi té thôi, không nhặt được súng thì chỉ có nước nhìn và liếc dâm bay thôi, chả làm gì được chúng nó. Đập thì nó sờ một phát thôi, là em đi ngay cái giáp rồi. Đi ngay cái giáp thì không hổ báo được. Rồi té lên đây thôi. Úi dồi, bạn ơi cover mình nhá. Mình đi ra nhặt hòm. Cover cho mình, cover me. Úi dồi, may quá. Lâu rồi chưa bắt cua. Cảm giác rất là la lạ. Úi dồi, thôi té té té. Đồng thế. Nó bao nhiêu ánh mắt chĩa lên thùng hàng. Tại vì trên thùng hàng nhiều mà. Anh em bớt bớt thôi ạ. Dâm bay đã ít rồi. Đứng trên thùng hàng đông quá thì làm gì có dâm bay. Rồi, anh em trong sự cố gắng, rất là cố gắng luôn. Rồi, toàn con hủy diệt thôi. Ôi, khắm thế. Thôi xong rồi. Thằng kia nó bị tơ nuốt rồi. Đen cho bạn rồi. Ngu thế cơ, mày tham cái thằng cương thi làm cái gì? Để thằng tơ nó nuốt. Hơn rồi, tơ đây rồi, lại đây. Bố mày lại sợ mày quá đấy. Té rồi. Hòm kia không nhặt vội, chúng ta đi qua đây nhặt. Đấy, đấy là một cái chiêu trò nhặt hòm lừa zombie. Đấy, nếu mà nó đuổi theo thôi, còn nếu mà nó không đuổi theo thì màn mình làm cái màn đấy thì hơi bị xàm. Rồi liếm được 500 tiết. Thế mèo đâu, đùa thật đấy chứ. Thằng tơ nó AFK kìa. Mình sẽ đi nhặt hòm. Sau cái phát bom pha lúc nãy thì tơ đã tỉnh giấc. Mệnh bom muốn đánh thức thằng tơ thì chỉ có bom thôi. Rồi mới ra lượm thôi, thế mèo là bao nhiêu ánh mắt chĩa vào người đấy, ghê thật đấy chứ. Rồi hết giờ rồi, xong rồi, toàn hết sọ thế này, bị đập một tí thôi đéo đâu, toàn chết hết rồi. Bạn tơ vẫn nhây, hết giờ rồi thì nhây làm cái gì đấy. Bạn ấy đã đứng lại vì thấy hết giờ. Thằng này thật VL. Ok, chúng ta sẽ cùng đến trận tiếp theo. Trận này mình hơi bị bắt cua bị nhiều ấy. Tại vì không nhặt súng mà. Không nhặt súng thì làm gì bây giờ? Zombie thì nó cứ ấm ấm ấy chứ. Mà chỉ có còn 3 thằng cuối mà mình không dám liều mạng. Lỡ bị cào chết thì tụi nó lại làm hero. Đấy, làm hero, cái bọn thẩm du làm hero thì ngơ mắt lắm. Ghét lắm cơ. Đây rồi. Rồi, thôi, liếc. Cái ánh mắt đấy, ánh mắt hình viên đạn. Đấy, liếc vào người ta thì thôi. Người ta gãy đổ như chơi đấy. Đây rồi, sao còn một con bay thế này. Đến thế à, rồi, tới. Ô, mệnh hack à. Tao này hack mẹ rồi. Đùa thật đấy chứ. Đấy, anh em có thể thấy không ạ? Thôi, tính xa nó ra. Ghê thật. Rồi, mình có cảm giác bất an rồi. Tốt nhất là nên tránh xa thằng tơ. Cào xa cỡ đấy thì bố thằng nào chơi lại đây. Á đồ rồi với cả VIP Inferno. Đây, cào xa đi. Lon đi cào đi. Tao lại sợ mày quá đấy. A hi hi. Đâu rồi, trời, đuổi theo này. Đây. Thôi xong rồi. Á đồ, nó không đuổi theo mình. Gì vậy? Lượn lờ đâu đấy bạn ơi? Bạn lượn lờ đi đâu? Trời ơi, đi nấp cơ. Hẳn là nấp, dân tộc kinh này. Thật là VL. Đây. Đây, chỉ cần chạm nhẹ bạn một tí thôi là bạn đi rồi này. Rồi, ghê vậy. Tôi té. Ô, tôi xong rồi. Mẹ. Kinh vậy. Bọc hai ba đường. Rồi chơi mà bị bọc đầu cỡ đấy thì thôi chịu rồi. Láo, rồi vãi cả hàng. Thằng đấy mà nó không chặn đầu mình thì có khi bạn quay lại là bạn chết đấy. Bạn đừng có đùa. Thế đeo được. Đấy em pha đấy. Thằng kia đừng có cào mình để mình chặn mồm nó. Mình đấm vỡ mồm nó. Xem nó nói gì. Cầm tơ thì đi nấp. Mà ngồi chửi ráo các kiểu. Ok. Rồi. Mình sẽ cố clear bọn hero rồi qua trận khác thôi. Chơi phòng này chán quá, không có zombie. Khi mà mình làm zombie thì zombie nó mới đông mà. Chơi thế này chán lắm.
Rồi, úi trời ơi. Cái gì đây? Cái gì đây? Từ từ. Để xem nó lấy đường nào. Này thì thánh sấy này. Bạn sấy đi. Này thì cầm cái lục đầu bò mà sấy này, sấy. Sấy cho cố vào. Này thì sấy này. Đường nào? Rồi, con hàng của mình. Úi trời ơi, đường nào đây? Trời ơi. Ơ, thiếu một tí thôi. Ok, chúng ta lại tiếp tục la liếm một khác đây. Rubber chicken mà, phòng nào cũng phải liếm hết, liếm tất và liếm cả đất xung quanh. Rồi, rồi kinh vậy. Rồi mới vào thôi, rồi đã đông zombie rồi, đã thế còn mất luôn cái giáp cho nó chất. Rồi té rồi. Nhìn bệnh trận này khoai lắm. Mới nhìn vào thôi là biết là đông zombie rồi, chắc chắn là có hero. Đấy, mình chỉ đợi hai chữ hero thôi. Và nhiệm vụ bây giờ mình là liếc cái hòm ở đâu. Vâng, bây giờ chưa có hòm. Chúng ta sẽ đợi đủ, mới nhắc thôi. Ghê vậy, có cần phải chồn chồn đến như thế không ạ? Rồi chúng ta đi liếm hòm thôi. Đơn giản thế thôi mà. Úi rồi, TMP A-Rep tuyệt vời. Trận này phải kiếm nhiều cận chiến tí mới được. Đây, úi sổ. Kinh vậy. Mới liếc nhau, qua nhau một giây thôi đã thấy mặt nhau rồi. Nhớ kỹ nha. Bạn đẹp hơi bị đẹp dai đấy. Nhớ kỹ. Rồi, thôi xong rồi, bắn luôn đi. Nhìn cái mặt thằng Cương Thi nó khoai lắm. Đấy, không ăn được đâu. Áo đỏ chứng tỏ KV mà. Đây, những cái thằng mực fake như thế này thì cứ liếm tất. Đấy. Đây, lại Cương Thi thôi, từ xong rồi. Cương Thi tại vì nó khó ăn. Nếu mà các bạn lao vào cận chiến đi, nó chỉ cần ấn nhẹ cái nút nhảy thôi là nó qua cái đầu bạn rồi. Thì như thế thì bạn trở nên lùn. Lùn quá thì không ăn được. Đấy, người cao thì chỉ có những thằng cao mới phập được nó thôi. Chứ mình thấp lùn, thấp bé nhẹ cân, không phập được. Bây giờ thì biến cao hơn rồi. Mình mới đi phẫu thuật bên Thái về. Đây, bạn lại đây. Rồi, các bạn cứ lại đây. Đấy, thấp bé nhẹ cân thì chơi không được. Phẫu thuật cao lên rồi thì cần tất, bố mày cần. Lại đây, lên này. Lên đây là giải quyết. Úi dồi, thôi. Mệnh thức xong rồi. Thằng Tơ nó lao lại. 3 phát thôi. Nó đủ làm ngây ngất con tim mình rồi. Thì mệnh tan nát luôn chứ ngây ngất cái đéo gì. Cái ghê thật đấy chứ. Tính như chơi với lại Cương Thi thôi. Thằng Tơ nó lại nhập cuộc. Thật là VL. Thằng Tơ thì nó thuộc vào cái đẳng cấp khác rồi. NST fake kìa anh em. Được, bạn hay lắm. Thì mệnh. Ok, fake đấy. Đừng có tin mình là thật nhá. Mình sợ nhất là thật. Thật là mình dễ chết lắm. Thôi, có thật hay fake thì đừng có nói lên là được rồi. Cứ nói lên là cả phòng nó cứ nháo nhào lên hiếp mình thôi. Rồi may quá, đây này AFK tơ kìa. Úi ôi, mới nói thôi. Tỉnh giấc nhanh quá. Mà tỉnh giấc cái kiểu mắm gì nó bắn sấp mặt lờ đấy kia. Rồi chúng ta đi nhặt hòm thôi. Bung lụa hơi bị nhiều mà nhảy toàn mít. Hòm đây này. Úi dồi. Cái gì vậy? Cái gì ở trước mắt tôi vậy? Sau lưng bạn ơi. Thôi xong rồi. Đủ, chạy vòng này, được. Nhấp nháy rồi này. Quay lại đây, chúng ta làm một cạp. Đập một phát, tùng lông. Ai hí. Úi dồi, lại đây. Lại mực fake. Ghê vậy. Đây, úi dồi. Xì khói đen đã làm người ta hết cả hồn. Hai thằng cùng đen thui à. Này thì, úi dồi, thôi. Cút ra. Áo đỏ chứng tỏ cà phê. Thế đéo đâu, cà phê lại cứ thích mình đấy nhở. Đùa tật đấy chứ. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh, cảm ơn.